Cái gì đây? Cái nó cháy còn. Cháy rồi, con khố. Rác lên cũng được, không cháy hết lên đây đâu. Cái rác cũng cháy được. Cái gì? Có ai cầm tiền giá không? Đặt mỗi chỗ một đồng tiền giá. Đặt đây cái quyền đấy. Đồng tiền giá. Này, cho tiền giá. Đặt ở đâu cô? Đặt dưới hả? Ừ, mỗi nơi một đồng, hai đồng. Đấy, đi ăn đi. Quay ra đại lại đi.
Không phải giúp bên đang ăn đấy đâu. Mình làm không? Con để vào đây, để vào đây. Đấy đấy. Để con gạch chứ. Tắt hết nến nó. Con cháu là cứ ngồi theo lẽ đọc tên chủ tọa thôi nhá. Chúng tôi thôi. 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 Th